và Hảo cứng đầu với hạ cơ rồi. Nhưng mà nói gì nói, sau này cái núi Cấm là cái nơi mà mẹ với cha với Đức Thầy ấn định cái việc về bển. Còn cái Thiên Long Sơn giao lệ cho con, mấy đứa con họ Thiên bảo quản. Với Thiên Long Giang ở Houston, họ Thiên bên Houston bảo quản. Nó là vậy. Từ xưa tới nay, gần 4-5 năm nay, những gì mình nói đầu chúng đỏ, không phải nói chơi. Chỉ có những người không có tìm hiểu, sẹt ngang một cái clip, nghe nói chuyện cà chất cà chát kiểu này á, ai cũng chửi hết chứ. Tại cái tâm ta bị loạn, ta không có nhẫn nại để ta hiểu hết. Ta tính khúc đó thôi, nó cũng giống như là nhà văn, nhà thơ vậy á. Phải nói ra có lẽ là sức thơ, sức chúng. Có tùy theo lúc chứ đâu phải lúc nào cũng được đâu. Đừng có chấp gì, nó phải đi đường trung đạo, trung dung. Quan trọng nhất khi mình nhìn thấy một người đó làm lệ lạc cho quần sinh thì mình phải ủng hộ. Còn mình đi ngược là bị bốn đại trọng tội, là tội làm Phật chảy máu. Cản một người làm từ thiện, cản một người làm chuyện tốt là đại trọng tội. Hồi sinh không có nổi. Bây giờ biết bao nhiêu người chụp được cái thiền Bát Nhã này thì họ đều sẽ được bề trên gia hộ. Trong lúc còn đang trong cuộc sống khó khăn, có thể gặp những cái chuyện may mắn hay là sức khỏe. Về lâu thì cả gia đình đều có cái nền đạo đức, trong đó cũng là đại bi, nó giải hết mấy cái nghiệp của mình, cũng sám hối. Rồi sau đó mình biết được à, cha trời mẹ đất, thì là một đứa con ngoan rồi thôi, xả một cái kiếp này rồi đi về. Còn hơn là mình cứ lặn hợp, chạy theo thầy này, chạy theo môn phái nọ, chạy theo chùa kia, chẳng được gì hết. Rồi học được có chút xíu, nghe người này nói qua nói lại thì cứ chấp, thấy cái gì lạ không chấp nhận. Cho nên những người đứa con họ Thiên trong những cái lớp đầu tiên của thời đại này, khi Thiên Tấn Kiệt này còn ngồi đây, thì sẽ gặp rất là nhiều trở ngại, nhất là những người phối ngẫu của mình, những người thân của mình trong nhà, con hay là bà con, dòng họ, bạn đạo, anh em, họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Là vì họ chưa có đủ duyên. Thì mình lúc đó đó, một là mình bị họ kéo xuống địa ngục chung với họ, hai là mình kéo họ lên thiên đàng, ba thì là lúc đó xin mẹ, mẹ ơi con chịu không nổi, thì mẹ xử một cái một, dứt khoát một cái một, không có một chút nuối tiếc. Cái thời gian mang xác phàm á, mà để ngồi mà đọc kinh, ngồi thiền á, nó rất là quý báu, nó quý hơn 8 tiếng mình đi làm nữa. Giỏi lắm là mình làm nhiêu, 35 đồng giờ đi, rồi sao làm gan đóng tiền, rồi đến khi mang cái bệnh rồi nội mà tiền copay không đó, cũng không đủ nữa. Còn cái thời giờ mà lúc đó mà muốn ngồi thiền mà đọc kinh cũng không có sức mà ngồi nữa. Cho nên bây giờ phải tập trung về mặt tinh thần là quan trọng. Ngồi thiền đọc kinh, kinh ngồi thiền, cứ thế mà làm là thành công.